Xin chào các bạn trở lại với kênh Nút 7. Hôm nay Út làm món bánh xèo, một món quen thuộc với chúng ta. Đây Út sử dụng nhân là bằng củ sắn và củ cà rốt. Út mua 3 củ nhỏ thôi, cắt ra quá trời nhiều luôn nè bạn. Gia vị thì Út sử dụng đây là tiêu 1 muỗng canh, hạt nêm 1 muỗng canh, hạt nêm này hạt nêm nấm, tỏi băm, hành lá cắt nhỏ và tôm. Đây là cái trứng vịt để giúp cho cái phần bột của bánh xèo nó được giòn, và Út để riêng ra cái phần lòng đỏ, chỉ sử dụng lòng đỏ pha chung với bột thôi, còn lòng trắng này lát Út xào chung với củ sắn. Thịt thì Út sử dụng thịt ba rọi nửa ký và đem đi bằm. Ở đây đặc biệt nữa là nhà ăn cho nên Út sử dụng cái đậu xanh nè pha vào cái bột, ăn nó không có bị ngán các bạn. Nước nửa lít, dầu hào, dầu ăn. Đã nói bánh xèo thì không thể thiếu bột bánh xèo. Đây Út sử dụng cái bột này và nó có nước cốt dừa ở trong đó, nên Út không có sử dụng riêng cái phần nước cốt dừa. Về nước giấm thì Út sử dụng ở đây là một chén giấm và 150g đường phèn. Cà rốt Út đem đi cắt nhỏ và Út để cái phần đường á cho nó xèo lại. Này ớt, ớt ngọt và cái ớt cay. Nước mắm. Giờ Út pha bột bánh. Này nó có một gói nước cốt dừa. Nếu như mà cái bánh mình muốn nó có màu vàng hơn thì mình cho bột nghệ thêm nha. Cho thêm nửa muỗng bột nghệ để giúp cho cái bánh nó được màu vàng. Tại vì trong cái bột nó cũng có phần nghệ rồi. Tùy theo sở thích của mình thôi, mình cho nó vàng hơn. Và cái phần trứng này Út sử dụng trứng vàng, lòng đỏ thôi, để giúp cho cái bột bánh của mình nó được giòn. Mình đánh cái phần lòng đỏ này nè cho nó bong lên, nó xốp. Cho nước vào cái chén này. Cái phần nước này Út sử dụng nửa lít thì cái tùy theo cái bột nữa bạn. Nói nửa lít thôi chứ mình cũng chưa có biết được cái chính xác cái phần nước. Tại vì nước nhiều khi cái bột của nó làm bằng gạo cũng cơm, hoặc là cái bột nó cũ á, nó nở cũng chừng, cái lượng nước không chính xác được. Bây giờ Út sử dụng nửa lít trước. Đảo nước từ từ thôi. Mình thích bột, cái vỏ bột béo quá nữa thì mình cho cái phần nước cốt dừa kia thêm vào, mình giảm lượng nước lại. Một ốc khuấy đã nó tan ra hết rồi. Giờ Út đổ cái phần đậu vào. Đậu này nó còn một tí xíu nước nè. Cái bột vỏ bánh xèo mà có cái đậu nè, ăn ngon lắm bạn. Đậu này Út để hơi nhiều nữa. Đây. Bột hơi đặc, giờ Út cho nước. Út sử dụng 200ml nước nữa.
Vậy là cái phần bịch bột bánh xèo này Út sử dụng 700 ml nước là vừa luôn. Tuy là trong cái bột nó để tới 1 lít 3. Giờ Út cho cái phần hành sắc nhỏ vào để cho nó thơm. Rồi, giờ Út đi làm xào cái phần nhân. Giờ Út xào nhân, giờ bắt một cái chảo lên bếp. Chảo nóng thì Út cho 2 muỗng canh vào ăn. Cho cái phần tỏi vào. Rồi thì mình cho tí xíu này. Tí xíu thật này. Sau khi Út xào cái phần nhân nó chín thì Út đổ vào một cái gỗ để cho nó gõ nước xuống để đảm bảo cái bánh của mình nó để được lâu, nó không bị mềm lại các bạn. Giờ Út đầu chiên. Trước khi đổ bánh thì Út khuấy lên cho cái bột nó được đều. Còn nếu mà các bạn ăn được cái bột ngọt á thì cho 1 muỗng cà phê bột ngọt vào cái phần bột này nè, giúp cho cái bánh nó được giòn lâu nữa. Nhưng mà cái bí quyết của Út là để 2 quả trứng vịt và phần nước cốt dừa, như vậy là cái bánh nó sẽ được giữ giòn này. Thì nó có nhiều cách để giúp cho cái vỏ bánh nó được giòn. Cho 1 muỗng canh vào vậy.
đậu chiên cái bánh loại nhỏ giống như bánh xèo miền Trung. Và Út làm cái nước mắm giấm. Đây cái phần đường và giấm Út nấu cho nó hơi kẹo nè, với lửa nhỏ. Giờ Út cho nước mắm vào. Út cho phần ớt. Mình nêm nếm vừa ăn khẩu vị, tùy theo khẩu vị của gia đình mình. Để qua cái phần cà rốt. Vậy là có cái chén nước mắm chấm cái bánh xèo đó bạn. Mời các bạn và cả nhà ăn bánh xèo cùng gia đình Út. Chậm quá. Để đậu cho nhiều không? Ngon dám. Để cái vỏ đậu xanh và bột đó ăn nó đỡ ngán. Giả lại mình nhà mình chiên dầu hơi ít. Ngoài tiệm bánh xèo giờ cái gần 100.000 đó, bánh xèo mặt á. Ừ. Mà có 4 con tôm. Đây kêu con nằm ăn lên. À có gần mới ăn bánh xèo thử nè. Sáu coi nè. Cơ ngoài này đó. Thử hầm gan giả mới của bà ngoại ăn bánh xèo. Hôm nay Út đãi bà ngoại bánh xèo nè sao? Đó, dữ không? Ăn khí thế luôn chú ạ. Mới cắn mà ăn khí thế luôn nè. Đó, thấy không? Ăn chỗ bánh hầm không có ăn nhân nè. Bốn người chiến một mâm bánh xèo. Mày ăn mấy cái? Ba cái. Ba cái.
mất ba cái, cái này ba cái lớn này luôn, dữ không? Hầm gan giả này kinh khủng. Ăn bỏ cái phần tôm này lại. Đó, biết ăn. Gì không có xào tôm mà đó, nhà ít ăn tôm, tôm ăn tôm đi, ăn cho nó có canxi. Úc cũng xin tạm dừng video tại đây, cảm ơn các bạn đã xem món bánh xèo đặc biệt của Úc làm, có đậu xanh, vỏ đậu xanh đây. Ăn nó đậm ngán hơn là cái bánh xèo mà không có đậu xanh các bạn. Này ngon giá, cái củ sắn ngon giá, ngọt nắm độc. Úc xin chào và hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo nhé. Chỗ nóng củ sắn nè.